Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 24. Các số có 6 chữ số, hàng và lớp. Vở bài tập môn toán lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là chi tiết và đầy đủ. Hãy tìm theo bài cũng như là theo trang để chúng ta học các em nhé. Bây giờ thì hãy mở sách ra trang số 73 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái phần lý thuyết này. Yêu cầu là viết vào chỗ chấm. Đó, các em quan sát. Ta thấy này, cái số này 112738. Như vậy thì mình thấy này, hàng trăm nghìn nè. Hàng trăm nghìn ở đây nó có mấy nhỉ? Có mấy? Một, đúng không? Hàng trăm nghìn nó chỉ có mấy? Một nè. Một trăm này. Hàng chục nghìn này, các em đếm này. Một, hai, ba. Phải không? À đâu, xin lỗi, hàng chục nghìn đây là một chứ nhỉ? À, cái này người ta in bị lệch các em ạ. Đó, đúng ra cái phần 100.000 này nó phải thẳng lên này. Như vậy chúng ta phân tích ở đây đi nhá. Hàng chục nghìn là 1. Hàng nghìn mình có là mấy? 2 này. Được chưa? Hàng trăm là 7 nè. Hàng chục là 30 nè. Và hàng đơn vị đây là 8 đơn vị. Đó, như vậy người ta in cái này bị lỗi này. Bị lỗi nha. Nhưng mà mình có thể phân tích này. Đơn vị chục trăm, nghìn, chục nghìn, trăm, trăm nghìn. Như vậy cái số này chúng ta sẽ viết là 1, 1, 2, 7, 3, 8. Được chưa? Và mình sẽ đọc nó là 112.738. Và số này viết thành tổng theo các hàng. Như vậy thì 1 ở đây sẽ ứng với bao nhiêu? 100 gì? 100.000. Số 1 đầu tiên nhá, sẽ là 100.000. Các em viết thật nhỏ lại nó mới đủ giấy. Rồi, số 1 tiếp theo là 10.000. Số 2 là 2.000. Số 7 là 700. Số 3 là 30. Và số 8 là 8 đơn vị. Như vậy ta có này, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Ba cái hàng này này, đơn vị này, chục, trăm thì tạo thành một cái lớp. Đây gọi là lớp gì? Lớp gì? Lớp đơn vị. Được chưa? Rồi, hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn thì tạo thành lớp gì? Nghìn à. Hàng chục nghìn này, hàng trăm nghìn, đúng không? Nghìn, chục nghìn, trăm nghìn thì tạo thành lớp nghìn nhá. Ok chưa? Đó, các em nhớ và nắm được cho cái ghi nhớ đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ áp dụng nó để làm các bài thực hành cũng như là luyện tập sau đây. Người ta cho cái số. Viết số lượng thẻ mỗi loại để thể hiện cái số theo cái mẫu này. Như vậy mẫu tôi cho ở đây 241.709 á, thì chúng ta cứ phân tích này, 9 là 9 đơn vị này, là có mấy? 9 cái thẻ một đơn vị. Không chục, không có cái thẻ nào một chục hết. 7 là 700 thì có tới 7 cái thẻ 100. 1 là 1.000, có một cái thẻ 1.000. 4 là 4.000, 40.000 thì sẽ có 4 cái thẻ 10.000. Và 2 là 200.000, tức là gì? Có 2 cái thẻ 100.000. Được chưa? Tương tự các em sẽ có số này 500.000. Như vậy ta sẽ có này, không thẻ đơn vị, một đơn vị đúng không? Không thẻ chục này, không thẻ trăm này, đúng không? Không thẻ nghìn này. Được chưa? Không thẻ chục nghìn này. Và có mấy? 5 cái thẻ 100.000. Được chưa? Đó. Tương tự này,
em cứ đi theo cái dạng nào từ đơn vị đi cho thầy. Có không thẻ đơn vị này, không thẻ chục này, không thẻ trăm này, được chưa? Ba thẻ gì? 1.000 này. Đó. Rồi, 7 thẻ 10.000 này. Được chưa? Và đây là gì? 2 thẻ 100, 100.000. Được chưa? Rồi, tương tự này. Mình lại có 2 cái thẻ một đơn vị này. 6 cái thẻ một chục này. Được chưa? 8 thẻ 100 này. Là 800 đúng không? 1 thẻ 1.000 này. 6 thẻ 10.000 là 60.000 nè. Đúng không? Và mấy nhỉ? 3 gì? 3 cái thẻ 100, 100.000. Đó. Xong chưa? Như vậy chúng ta hoàn thành bài số 1 nhé. Rồi, đến bài số 2. Viết và đọc các số tròn trăm. Nhớ là tròn trăm nghìn, từ 100.000 đến 900.000. Đó, thì các em viết này. Đầu tiên ta sẽ có số là 100.000 này. Các em viết nhỏ nhỏ lại mới đủ giấy nhỉ. 100.000 thầy đọc luôn. 200.000. Được chưa? Rồi, 200.000 thì đến 300.000. 300.000 đến 400.000. 400.000 đến 500.000. Rồi, 500.000 đến 600.000. 600.000 đến 700.000. 700.000 đến 800.000. 800.000 đến 900.000. Được chưa? Đấy, chúng ta vừa viết vừa đọc nhé. Xong, đến bài 3. Thực hiện theo mẫu. Như vậy các em có này. Cái mẫu ở đây. Cái số bao gồm 5 đơn vị: 90, 200, 1.000, 80.000, 300.000. Thì chúng ta viết này. 5 đơn vị: 90, 200, 1.000, 80.000 và 300.000. Vậy mình sẽ đọc. Khi đọc thì chúng ta lại đọc từ bên tay gì? Từ bên tay trái sang. 381.295. Đó, vậy thì đây là cái bài mẫu này. Mình sẽ có này. Ở đây người ta lại cho đọc số trước này. 308.412. Đó, thì các em phải viết ra này. 300 này. 08.000 này. 412. 4 này, 1 này, 2 này. Như vậy cái số này chúng ta sẽ có này. 2 đơn vị này. Được chưa? 1 chục này. 400 này. Được chưa? 8.000 này. 0.000. Và đây là gì? 300.000. Dễ không? Đó. Tương tự, mình sẽ có cái số người ta cho ở đây. 90806 thì các em phân tích này, 6 là 6 đơn vị, 0 là 0 chục, 8 là 800, 0 là 0.000 và số 9 này này là 9 gì? 90.000. Như vậy số này chúng mình sẽ đọc là gì? 90.806. Dễ không? Đó, 9 10.000. Được chưa? 800. 800. 06. Ok. Xong nhá. Rồi, mình đến bài 4. Quan sát hình ảnh ở trong sách giáo khoa rồi viết vào chỗ chấm. À, như vậy chúng ta phải quan sát cái hình ở sách giáo khoa. Các em mở sách giáo khoa trang số 58 ra. Người ta hỏi câu A là có bao nhiêu đồng, câu B có bao nhiêu đồng. Như vậy thì ở đây ta đã làm rồi đúng không?
hãy cho biết trong mỗi hình dưới đây có bao nhiêu tiền. Đấy, như vậy thầy đã làm câu A rồi này. Mình thấy đây này, 200 này, 300, 400, 50, 60, như vậy sẽ có là 460.000 đồng là câu A. Rồi câu B này, 500 với 200 là 700 này, đúng không? 700 này, 20 này, và 7.000. Đó, như vậy mình sẽ điền câu A ở đây là bao nhiêu? 460.000 đồng. 460.000. Và câu B chúng ta sẽ có là 727.000 đồng. Phần này thầy đã làm bên sách giáo khoa rồi nhé, các em có thể xem cái clip đó. 727.000 đồng. Ok. Rồi, mình sang phần luyện tập. Viết số tích hợp vào chỗ chấm rồi đọc các số. Như vậy chúng ta có này, 699991, 699992, 699993, các em thấy nó tăng mấy? Một đơn vị này. Vậy thì đây sẽ là 699999 mấy? 3 rồi đến 4. Được chưa? Rồi 699994 sẽ đến 5. Như vậy các em đọc được không? 699991, 699992, 699993, 699994, 699995, 699996. Xong nhá. Rồi đến câu B. 700.007, 700.008, 700.009, các em thấy nó cũng tăng gì? Đơn vị này. Như vậy thì đây sẽ là 9 thì sẽ đến gì? 10. 700.000 010. Được chưa? Rồi, vậy thì 10 sẽ đến bao nhiêu? 11. 700.000 011. Được chưa? Và đây là 700.012. Rồi, sang bài 2. Điền cái số nào? Số mà gồm 700.000, 5.000 và 3 đơn vị. À, 700.000 nè, 5.000, 5.000 nè, 3 đơn vị nè. Đó. Như vậy 700.000 thì sẽ có mấy? 0.000. Đúng không? 3 đơn vị thì sẽ có là 0.000, 0.000. Ok chưa? Đó. Các em lưu ý chúng ta viết số gồm 500.000, 500.000 nè, 600, 600 này, mấy? 2 đơn vị. Đó, thì các em sẽ thấy này, 500.000 thì nó sẽ có là 0.000, 0.000, 600 rồi, vậy thì nó sẽ là 0.000, 2 đơn vị. Được chưa? Số gồm 30.000, 30.000 nè các em, 4.000, 4.000 nè, và 60, 60. Như vậy nó sẽ là 0.000, 0 đơn, 0 đơn vị. Ok chưa? Rồi, số gồm 200.000, 200.000, 5 đơn vị. Đấy, 5 đơn vị thôi. Như vậy nó sẽ là 0.000, 0.000, 0.000, 0.000. Ok. Dễ như ăn kẹo, đúng không? Dễ như là chúng ta đi ăn kẹo thôi. Rồi, bài số 3. Số nào làm theo mẫu? Lớp nghìn của số 410950 gồm các chữ số. Lớp nghìn bao gồm nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Đó, ta điền ra đây. Rồi, vậy thì lớp nghìn của cái số này gồm những số nào? Đây, lớp nghìn này,
nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Là các em sẽ ghi gồm các số 7, 8, 6. Rồi, lớp đơn vị của số này gồm những số nào? Đơn vị thì bao gồm đơn vị chục và trăm. Như vậy gồm các số 8, 3, 0. Ok. Lớp nghìn của số này gồm các số nào? Như vậy lớp nghìn ở đây chỉ có nghìn và chục nghìn. Được chưa? Đó. Vậy thì mình chỉ có số 6 và số 4 thôi. Lớp đơn vị gồm những số nào? Đơn vị chục, trăm. Như vậy có số 1, 7 và số gì? 3. Ok. Xong nhá. Chúng mình đến với bài số 4 nào. Viết các số thành tổng theo các hàng. Đó. Như vậy tôi cho ở đây số này 871.634. Vậy thì số 8 này này, 8 này sẽ ứng với là 800.000. Được chưa? Rồi 7 là 70.000. Rồi số 1 này sẽ là 1.000. Được chưa? Số 6 là 6.600. Số 3 là 30. Và số 4 là 4 đơn vị. Xong chưa? Tương tự này, 240.907. Số 2 này là 200.000 nè. Được chưa? Đó. Số 4 là 40.000 nè. Đúng chưa? Rồi, 0 là 0.000. Số 9 là 900. 9 này là 900. 0 chục và 7 đơn vị. Được chưa? Rồi, đến câu C nhé. Số 5 là 500.000. Rồi, 0 là 0.000. Số 5 tiếp theo là 5.000. 5.000. Rồi, số 0 là 0.000. Số 5 là 50. Và kia là 0 đơn vị. Ok. Chúng mình đến bài 5 nhé. Điền cái số nào? Đó. Như vậy ta cho mình cái tia số như thế này. 148220, 148222. Các em thấy nó tăng ở cái gì đây? Hàng đơn vị này, nó tăng mấy đơn vị? 2 đơn vị. Đúng không? 220, 222, 224. Vậy thì 148224 rồi đến 6. Rồi, 6 sẽ đến 8 đúng không? 1 4 8 2 2 8. Rồi 8 sẽ đến cho nhiêu? 28 sẽ là 3 30. 1 4 8 2 3 0. Ok. Sang câu B. 323.401. 323403, các em cũng thấy nó tăng 2 đơn vị, nhưng đây là các số gì? Lẻ này, ở trên là các số chẵn đúng không? Vậy thì đây sẽ là 3 2 3 4 0. Đây là 3 thì sẽ là 5. Được chưa? 3 2 3. 5 sẽ đến 7 đúng không? 4 0 7. 323409, vậy thì sẽ là 3 2 3 4 1 1. Đây là 4 1 3. Rồi, tiếp theo là câu C.
540.000, 550.000, 560.000, các em thấy nó tăng này. Tăng mấy nghìn? 10.000 đúng không? 40 này, 50, 60. Vậy thì đây sẽ là 570.000. Được chưa? Rồi, 70 sẽ đến 8, 80. 580.000. Được chưa nào? 80 sẽ đến 90. 590.000. Ok. Đấy, 600.000. Xong nhá. Rồi, câu D nào. 300.000, 400.000, 500.000. Các em thấy nó tăng 100.000 này. 3, 4, 5. Vậy thì 500 sẽ đến là 600.000. 600 đến 700.000. Được chưa? 700.000 đến 800.000. 800.000 sẽ là 900.000. Được chưa? Đơn giản như đan rổ đúng không? Rồi, sang bài 6. Đúng thì ghi chữ D và sai thì ghi chữ S. Số 352.000. 352.000. 384. 384 viết là 352384 đúng không? Đúng, ghi chữ D. Rồi. Số có tổng là 800.000 cộng 600 cộng 9 đơn vị. 800.000 nè. 600 nè. 9 đơn vị nè. Đó, thì các em phải viết này. 800.000 thì sẽ có là gì? 0.000, 0.000, 600, 0.000, 9 đơn vị. Các em phải viết là 800.609. Viết như này mới đúng đúng không? Như vậy anh này viết đúng hay sai? Viết sai nhá. Vậy đây ta ghi chữ S. Rồi, các số đều là số lẻ. Các em nhìn xem đúng không? Tận cùng là 1, là 7. À, đây là có số 0 này. Số 3 này. Như vậy anh này nó là số chẵn. Nên là để người ta nói đều là số lẻ cũng là sai. Vì sao? Vì có một số chẵn ở đây nhá. Rồi, là các số tròn nghìn. Đấy, người ta cho đây, tất cả đây đều là số tròn nghìn. Vậy thì tròn nghìn có nghĩa là gì? Có nghĩa ở đây chúng ta có mấy lớp nghìn à? Là chúng ta sẽ lấy đến gì? Hàng nghìn, đây là 0.000, 6.000, 9.000, 2.000, đúng không? Như vậy câu này là đúng. Ô văn kê. Rồi, sang phần đất nước của em. Lại yêu cầu đọc sách giáo khoa. Cái sách, cái cuốn này hơi bị rắc rối đúng không? Đọc nội dung trong sách giáo khoa rồi viết vào chỗ chấm. Tại Úc, mỗi trái dừa sáp có giá trị là 573.000 đồng. Làm tròn số đến hàng chục nghìn. Tức là gì? Các em đọc cái phần này để chúng ta hiểu hơn về cái dừa sáp thôi, đúng không? Đấy, chứ còn câu trả lời đã có trong vở bài tập rồi. Như vậy thì dừa sáp hay còn gọi là dừa kem hoặc là dừa đặc ruột. Đây, đây là một trong những đặc sản của Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nhé. Em nào Trà Vinh thì chúng ta nên like và chia sẻ nhiều cái video này. Nhìn bề ngoài cây và trái dừa giống như là bình thường. Tuy nhiên trái dừa sáp thì có cơm dày, xốp và dẻo. Nước thì sệt sệt, trông như là gì? Xương sa. Đấy, nó trông như xương sa. Với vị ngọt thanh và hương thơm đặc biệt. Vào tháng 10 năm 21 thì lần đầu tiên trái dừa tươi của Trà Vinh xuất khẩu sang nước gì? Nước Úc. Và tại Úc thì mỗi trái dừa có giá trị khoảng 573.000 đồng. Và người ta yêu cầu làm tròn cái số này đến hàng chục nghìn. Đấy, hàng chục nghìn nhé. Rồi, như vậy thì chúng ta làm tròn cái số này này. Đến hàng chục nghìn thì các em đếm này. Đơn vị này, chục, trăm, nghìn, chục nghìn. Tức là làm tròn đến chữ số 7. Sau số 7 là số gì? Số 3. 3 này nhỏ hơn 5. Nên đây sẽ rơi vào trường hợp làm tròn gì? Xuống, đúng không? Vậy thì sẽ là 50
500 gì? 7, 10, khỉn. Được chưa? Đấy, đến hàng chục nghìn. Đọc Âu Văn Kê. Được chưa? Rồi, như vậy chúng mình đã hoàn thành được cái bài này. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video nhá. Em nào ở Trà Vinh thì hãy chia sẻ nhiều đến đặc sản quê hương của mình. Bye bye.